Hello, Biển Xanh xin kính chào quý anh chị và các bạn cùng các nhà đầu tư cá nhân. Hôm nay Biển Xanh đang có mặt tại ấp mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An quý anh chị nhé. Vị trí Biển Xanh hôm nay đứng rất là đông dân cư. Đây, như trên màn hình quý anh chị thấy, dân cư ở vô cùng là đông đúc và con đường này là đường thông quý anh chị nhé. Sản phẩm hôm nay Biển Xanh giới thiệu là hai lô đất có diện tích là ngang 5, dài 25 hướng Nam quý anh chị nhé. Lô thứ nhất là tính từ cái tường này, mình đo ngang sang là ngang 5 và dài sâu xuống phía dưới là 25. Sổ hồng riêng, thổ cư 100% quý anh chị nhé. Con đường này là đường thông, đường này mình chạy thẳng phía trước là ra cổng chào ấp mới 1, là ra ngay cái đường tỉnh lộ DT824 đó quý anh chị. Còn lô thứ hai là tính từ cái cọc bê tông này, đây. Tính từ cái cọc bê tông này quý anh chị, mình đo ngang sang là ngang 5 và dài sâu xuống phía dưới luôn là 25 luôn. Và giá của hai lô đất này là 1 tỷ 150 triệu trên một lô. Diện tích là 5 x 25, sổ hồng riêng. Tọa lạc tại ấp mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An quý anh chị nhé. Lô đất này hướng Nam. Đây. Đường trước đất xe hơi là chạy vi vu đó quý anh chị. Khu này dân cư ở vô cùng là đông đúc. Chạy thẳng phía trước là đi ra đường Hàn Quốc. Còn hướng ngược lại là đi ra tỉnh lộ 824, con đường này là đường thông. Khu vực này thì gần với chợ Mỹ Hạnh Nam, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hạnh Nam, trường mầm non và trường cấp 1, cấp 2, bách hóa xanh, điện máy xanh quý anh chị nhé. Bệnh viện Hàn Quốc. Và gần với nhà thờ giáo xứ Mỹ Hạnh, khu vực này thì dân cư phát triển vô cùng là nhanh đó quý anh chị. Bao bọc xung quanh đây thì có rất là nhiều các khu công nghiệp lớn như là Nhị Xuân, Xuyên Á, Hoàng Gia, khu công nghiệp Đức Hòa 3, Tân Đô, Tân Đức. Lượng công nhân tập trung sinh sống và làm việc ở nơi này vô cùng là nhiều. Do đó mà nhu cầu về nhà ở tăng rất là cao. Và hai lô đất này thì có hướng Nam đó quý anh chị nhé. Diện tích là 5 nhân cho 25 trên một lô. Cái lô này thì tính từ cái tường đó đo ngang sang là 5 và dài sâu xuống phía dưới là 25. Đất thổ cư 100%, đất gò cao ráo, sổ hồng riêng quý anh chị nhé. Đường trước đất là đường thông, khu vực dân cư rất là đông đúc. Tọa lạc tại ấp mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An quý anh chị ơi. Và giá của hai cái lô này là 1 tỷ 150 triệu trên một lô cho diện tích là 5 x 25. Đường trước đất là đường thông. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh thì hãy nhanh tay nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc là gọi cho Biển Xanh số điện thoại 0377304018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Diện tích 5 x 25 khá là rộng đó quý anh chị. Hướng Nam rất là mát. Sổ hồng riêng rồi, mình mua là chỉ việc lên phòng công chứng Đức Hòa là sang tên công chứng ngay. Xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có cái vị trí địa lý vô cùng là đắc địa khi mà nó tiếp giáp liền kề với thành phố Hồ Chí Minh, tiếp giáp với cả ba huyện lớn đó là Hóc Môn, Củ Chi và Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái khu vực cửa ngõ kết nối giao thương giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây quý anh chị nhé. Rất là liền kề với thành phố Hồ Chí Minh cho nên là mình di chuyển giao thông vô cùng là thuận lợi. Bao bọc xung quanh thì rất là nhiều khu công nghiệp lớn. Chính vì thế mà vô cùng là thuận lợi cho công ăn việc làm của mình. Về đây để sinh sống, an cư lập nghiệp hoặc là đầu tư sinh lời, mua để dành, mua để cho con cháu sau này. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh thì hãy nhanh tay lên nhé. Số điện thoại 0377304018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Khu vực này dân cư ở vô cùng là đông đúc rồi. Gần bệnh viện, trường học, chợ, tất cả các tiện ích phục vụ đời sống con người thì đều đã hiện hữu quanh nơi đây hết rồi quý anh chị ơi. Năm nhân 25 giá 1 tỷ 150 triệu còn thương lượng nhẹ, bao sang tên ra sổ cho mình luôn quý anh chị nhé. Mình mua là chỉ việc lên phòng công chứng Đức Hòa là sang tên công chứng ngay. Lô đất hướng Nam khá là mát. Ở đây có hai lô đó quý anh chị. 5 x 25. Từ cái
cột bê tông nó đo ngang sang là 5 và dài sâu xuống phía dưới là 25. Còn một lô là tính từ cái nhà đó đo ra là 5 và dài sâu xuống phía dưới cũng là 25. Quý anh chị mình quan tâm đến hai lô đất này thì hãy nhanh tay gọi cho Biển Xanh nhé. Kính chúc quý anh chị và các bạn một ngày nghỉ cuối tuần thật là nhiều niềm vui nhé. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất về bất động sản. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin được phép dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau nhé.